8 loại quả tuyệt đối cấm thắp hương ngày mùng 1, ngày rằm, kẻo thánh thần của phạt càng cúng càng mang tội với tổ tiên. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, thì vừa rồi Tử Thông có nhận được một câu hỏi cũng khá là hay của một vị khán giả. Thì bạn ấy có câu hỏi là mình đã mua đồ thắp hương suốt năm này năm nọ, sau bỗng nhiên một ngày mua ổi về thì bị bà bác sang của trách là cấm thắp hương quả ổi. Bởi bác giáo huấn rằng có hai lý do mà người ta không cúng ổi, đó là thứ nhất, ổi vừa chua vừa chát lại lắm hạt sẽ gây trở ngại đến gia chủ. Thứ hai ấy, là ổi là cái thứ quả dân dã rẻ tiền, cái gì đắt đẹp thì nên dâng cúng trên bàn thờ, còn xấu thì nên để lại mà ăn. Vậy thì có đúng hay không? Và chúng ta có nên cúng ổi hay không? Và những cái loại quả gì chúng ta cần phải kiêng kỵ khi mà thắp hương lên trên bàn thờ? Và vì sao người ta lại kiêng kỵ cúng ổi như vậy? Thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những cái chia sẻ của Tử Thông trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Quý vị thân mến, nói chung ấy, trong cái vấn đề thờ cúng nó cũng có những cái kiêng kỵ nhất định, đúng không quý vị? Và với người dân Việt Nam thì vốn có cái truyền thống hướng về cội nguồn, vậy nên cái việc là thắp hương từng ngày và những ngày rằm ngày mùng 1 hàng tháng đã là một cái nét đẹp văn hóa duy trì từ đời này sang đời khác và cho đến tận ngày nay. Trên bàn thờ gia tiên vào ngày rằm ngày mùng 1 thì không bắt buộc là phải có mâm cao cỗ đầy, sơn hào hải vị, nhưng hoa quả là cái lễ vật quan trọng không thể thiếu. Và cái việc lựa chọn loại hoa quả nào để thắp hương cũng đã dần dần đã đi vào trong cái tiềm thức của quý vị. Tuy nhiên thì cũng có những cái loại quả tuyệt đối kiêng kỵ thắp hương, bởi càng cúng càng mang tội với thần linh, thánh thần của phạt và tiền bạc đội nón ra đi. Và trong chương trình ngày hôm nay, để giải đáp cùng quý vị và các bạn về những loại quả mà người ta kiêng kỵ thắp hương theo quan điểm tâm linh, để quý vị biết được mà tránh không bị phạm vào những cái điều đại kỵ trong tâm linh nhé. Quý vị thân mến, theo quan niệm dân gian lưu truyền từ đời này sang đời khác, ngày rằm ngày mùng 1 là cái thời điểm linh thiêng và cũng là một cái ngày mà ông bà tổ tiên cũng như là các vị thần linh về ngự giá thăm con cháu trên bàn thờ, thăm lại chốn trần gian và để bày tỏ cái tấm lòng thành kính với tổ tiên và cầu mong các vị thần linh phù hộ độ trì cho gia đạo luôn được may mắn, tài lộc, thì gia chủ nên lựa chọn những loại hoa quả phù hợp để dâng cúng lên trên bàn thờ. Đồng thời trong ngày này thì quý vị cũng cần phải lau dọn bàn thờ cho sạch sẽ. Trước khi lau dọn bàn thờ, quý vị cũng cần phải sử dụng một cái khăn sạch để mà lau dọn bàn thờ. Đấy, khăn này thì không được dùng chung cái loại khăn lau bàn ghế nhé. Một số người còn lấy cái khăn lau bát đũa hay là những cái quần áo rẻ rách bỏ đi để mà lau bàn thờ. Điều đó cực kỳ bất kính, là không tốt. Đấy, quý vị nên dùng một cái khăn sạch, khăn chuyên dụng để lau bàn thờ. Lau xong lại giặt sạch và để ở một vị trí nhất định sạch sẽ để mà khi cần thì sẽ dùng để lau. Bên cạnh đó thì quý vị cũng sẽ sử dụng cái nước bao sái ban thờ nhất tâm hương để lau dọn bàn thờ cho được sạch sẽ thơm tho, giúp cho các vị thần linh về ngự trị được lâu hơn, gia tiên ở được lâu hơn và những lời nguyện cầu nó cũng sẽ được linh ứng hơn. Cái nước bao sái ban thờ nhất tâm hương nó sẽ giúp cho tăng cường cái vượng khí của ban thờ, giúp cho cái ban thờ nó được thơm tho sạch sẽ. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái chai nước nhất tâm hương lau dọn bàn thờ sạch sẽ thơm tho quý vị nhé. Thưa quý vị, thì bên cạnh việc sau khi lau dọn bàn thờ xong thì quý vị cũng cần phải sắp xếp các loại hoa quả bánh kẹo lên trên bàn thờ. Và nói chung ấy, cái hoa quả nó được chọn làm cái vật phẩm thắp hương bởi vì nó là cái tượng trưng cho cái gì, hoa thơm, cỏ lạ, và nó cũng được coi là cái kết tinh của những cái điều tốt đẹp nhất và linh thiêng nhất, là trái ngọt mà đời sau được hưởng do đời trước trồng lại và muốn gửi gắm đến những cái lời cảm ơn đến những đời trước. Bởi vậy mà có câu là ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Có nhiều gia chủ thường nghĩ rằng khi thắp hương quan trọng nhất là ở cái tấm lòng thành kính, còn theo điều kiện của gia đình mà thờ cúng quả gì cũng được. Thậm chí là có những người còn chọn hoa quả để thắp hương theo cái sở thích của mình, tức là mình thích ăn gì thì thắp hương quả đó. Tuy nhiên đây là một cái quan niệm sai lầm. Đấy, không phải bất kỳ cái loại trái cây nào cũng phù hợp để mà thờ cúng dâng lên bàn thờ. Có những loại quả tuyệt đối cấm kỵ không được đem để thắp hương vào cái ngày rằm ngày mùng 1. Nói chung ấy, nhiều gia đình vẫn khá là chủ quan trong cái vấn đề này, dẫn đến là việc lựa chọn hoa quả sai khi đặt lên bàn thờ đôi khi là xúc phạm đến thần linh gia tiên, bị tổ tiên của trách, tiền bạc đội nó ra đi. Những cái rắc rối nó liên tiếp ập đến, vận hại tai ương thì bất ngờ nó xảy ra.
Vậy đâu là những loại quả đại kỵ cần tuyệt đối kiêng kỵ thắp hương vào ngày rằm, ngày mùng 1, đặc biệt là ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch sắp tới đây? Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, quả đầu tiên người ta kiêng kỵ thắp hương đó là quả ổi. Thưa quý vị, quả ổi được xem là cái biểu tượng của không may mắn. Nó cũng được xem là một trong những loại quả cấm kỵ không được đặt lên trên bàn thờ. Chính vì vậy mà nhiều người khi sắp xếp bàn thờ, sắp xếp lễ vật thì cúng cúng bái thường tránh quả ổi. Lý do về người ta kiêng kỵ quả ổi ấy, vì các chuyên gia phong thủy cũng đã cho rằng quả này nó có quá nhiều hạt, nó cũng khiến cho người ăn khó chịu và cũng là một cái biểu tượng trở ngại gặp khó khăn trong cuộc sống. Hơn nữa, những cái hạt giống của ổi lại là khó tiêu hóa. Và khi đào thải ra cơ thể ấy, thì ở nông thôn ngày xưa thì chúng lại có thể là gì? Vẫn còn nguyên hạt, chúng có thể mọc lại. Đấy, người sẽ cho rằng cái điều này là ô uế, là thiếu tôn trọng với thần linh, nên không bày quả ổi lên để mà cúng bái. Chính vì thế, nhiều cá nhân, nhiều gia đình không muốn dùng quả ổi để mà thắp hương. Họ lo sợ cái loại quả này là một cái điềm báo không tốt. Chúng có thể khiến cho các thành viên trong gia đình sẽ gặp nhiều cái khó khăn, xui xẻo, thiếu may mắn khi mà thắp hương cái loại quả này. Đó là quả đầu tiên. Thứ hai, đó là quả lê. Thưa quý vị, khi mà thắp hương trên bàn thờ thần linh gia tiên ấy, thì chúng ta ai cũng mong muốn những cái điều tốt đẹp nhất, mong muốn được tài lộc, sung túc, gia đình thì hòa thuận hạnh phúc. Nếu mà thắp hương quả lê thì bị kiêng kỵ vì chữ lê có cái điểm báo không hay. Trong tiếng Việt chữ lê có nghĩa là lê la, lê lết, lê thê, vân vân. Đó. Vì vậy nó là cái biểu tượng không hay. Chính vì thế mà người xưa kiêng kỵ không thắp hương trên ban thờ gia tiên, cũng như là gì, không trồng cây lê trước cửa nhà. Người xưa cũng thường xem cái điểm báo dựa vào cái dấu hiệu từ tên, từ câu chuyện, từ sự tích liên quan. Do đó, những cái loại cây, những loại hoa quả thắp hương thì cũng cần phải có tên hay, ý đẹp và không gợi ý lên những cái từ xấu xa. Những câu chuyện, những cái sự tích liên quan đến cái loại hoa, loại quả đó thì cũng phải có cái tên đẹp và ý nghĩa. Thế nhưng, chữ lê trong tiếng Việt lại có nghĩa là lê la, đúng không ạ? Và trong tiếng Hán Việt ấy, thì nó cũng mang lại những cái điều không tốt lành. Trong âm tiếng Hán, chữ lê gần giống với chữ ly, tức là chia ly ấy. Thế nên cây lê, quả lê cũng bị cấm kỵ vì mang cái ý nghĩa của sự chia lìa, cho những cái điểm báo không lành. Bên cạnh đó thì người xưa cũng kiêng kỵ trồng cây lê trước cửa nhà vì sợ bị mang cái điểm rủi, báo hiệu của sự chia cách trong gia đình. Cây lê nó báo hiệu của sự tan vỡ, không tốt cho các mối quan hệ, đặc biệt là hôn nhân và tình yêu. Trong quan niệm của người xưa, nếu trồng cây lê trong nhà sẽ dẫn đến tình trạng là vợ chồng bất hòa nghiêm trọng, vợ con thì ly tán, thậm chí là chia ly sinh tử. Trong tiếng Việt, chữ lê đi liền với chữ lê lết, lê la, lê thê, vân vân. Đó là những cái điều không tốt, vì vậy mà người ta cũng kiêng kỵ không thắp hương trong ngày rằm, ngày mùng 1, quý vị nhé. Quả kiêng kỵ thứ ba đó chính là gì? Những loại hoa quả giả. Thưa quý vị, nói chung ấy, dùng hoa quả giả để thắp hương ngày rằm, ngày mùng 1 đó là cái điều bất kính và là một cái sự xúc phạm đối với thần linh và tổ tiên. Nhiều gia đình vì bận rộn công việc hay là không có cái điều kiện kinh tế thường mua một cái mâm ngũ quả giả về để thắp hương được nhiều lần và để tiết kiệm cái chi phí. Và vì họ cho rằng là các cụ chỉ ăn hương ăn hoa nên cứ bày quả giả miễn sao đẹp là được. Tuy nhiên cái việc này nó là thể hiện của cái sự vô tâm và không có cái lòng thành kính. Chẳng khác nào là lừa dối và coi thường những người đã khuất. Khi con cháu không thành tâm thì chắc chắn cũng không thể nào nhận được cái sự phù hộ của tổ tiên. Nếu như mà gia đình không có điều kiện để mà thắp hương ngũ quả ngày rằm, ngày mùng 1 hàng tháng thì các bạn chỉ cần chuẩn bị một loại quả duy nhất thôi cũng được, nhưng phải là trái cây thật. Dù là vô tình hay là cố ý thắp hương có loại hoa quả giả vào trong cái ngày rằm, ngày mùng 1 thì cũng là cái sự xúc phạm khiến cho thần linh tức giận trừng phạt cả gia đình. Thứ tư đó chính là gì? Thắp hương các loại quả có gai nhọn. Thưa quý vị, vẫn biết rằng các loại quả có gai nhọn như là mít hay sầu riêng đều có hương vị rất thơm, ngon và hấp dẫn, được nhiều người vô cùng là yêu thích. Tuy nhiên, xin nhắc nhở lại với quý vị và các bạn rằng tất cả những vật gì có hình thù sắc nhọn như là dao, kéo, đinh, gai đều mang trong mình nhiều cái âm khí. Nếu mà đem thắp hương cái quả này lên trên bàn thờ thì chẳng khác nào mang cái chướng khí đặt lên trên bàn thờ. Một nơi linh thiêng như vậy cần phải tuyệt đối tránh cái điều này. Thắp hương bằng một loại quả chi chít gai nhọn
sự bình an, sức khỏe của các thành viên trong gia đình cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vậy nên, dù thích đến mấy thì các loại quả này quý vị cũng chỉ nên ăn, chứ đừng thắp hương trên bàn thờ quý vị nhé. Thứ năm, đó chính là quả có mùi thơm nồng nặc hoặc là đã chín nẫu. Xin thưa với quý vị rằng, quý vị hãy nhớ bàn thờ là cái không gian sang trọng. Khi thắp hương thì gia chủ cần phải tránh chọn những loại quả có mùi thơm quá nồng nặc như sầu riêng, mít, vì nó sẽ làm giảm đi cái sự thành kính đối với tổ tiên. Bên cạnh đó, những loại quả đã chín nẫu cũng cần phải tránh đặt lên trên bàn thờ, vì chúng sẽ nhanh chóng thu hút ruồi, muỗi, bọ nó lui tới, làm ô uế cái không gian thờ cúng, đánh mất đi cái sự trang nghiêm cần thiết, khiến cho thần linh ngao ngán mà quay lưng, tài lộc từ đó mà cũng sẽ bị tiêu tán mất sạch. Quả cấm kỵ thứ 6 đó chính là không thắp hương những loại quả mọc sát đất. Quý vị thân mến, theo quý vị thì vì sao ban thờ lại được đặt ở cái vị trí cao nhất trong nhà? Đó là bởi ban thờ cần trang trọng, tôn nghiêm và nó thuộc về phần thiên, cách biệt với phần địa là đất. Khi thờ cúng, chúng ta cũng áp dụng cái nguyên tắc này để tuyệt đối không thắp hương những loại quả mọc sát đất trong cái ngày rằm ngày mùng 1, hay là thậm chí là những loại quả mọc trong lòng đất nữa. Chắc chắn gia chủ cũng không muốn một cái thứ còn vương vãi đất cát đặt lên trên ban thờ, đúng không ạ? Có thể kể đến các loại quả có họ như là nhà thanh trà, bí đao, me. Đấy, là những loại quả không nên lựa chọn để thắp hương. Tốt nhất là quý vị nên lựa chọn những loại quả mọc trên cao như là cam, xoài, đu đủ, táo, vân vân, thì sẽ đảm bảo được cái sự thanh tịnh và thể hiện được cái tấm lòng thành kính. Thứ bảy đó chính là những loại trái cây méo mó thì cũng cấm kỵ mà thắp hương trong ngày rằm ngày mùng 1 quý vị nhé. Đây là cái sai lầm phổ biến mà rất nhiều người đang mắc phải mà không hề biết. Liệu các bạn có mắc phải những cái đại kỵ này không? Chẳng phải bỗng nhiên mà người ta ưu tiên lựa chọn những loại quả đẹp mắt để mà thắp hương đâu. Bởi họ nhận thức được rằng cái việc dâng lên tổ tiên một loại trái cây méo mó thì chẳng khác nào là một cái sự xúc phạm đến thần linh cả. Đặc biệt là những loại trái cây bị dập nát một góc hay bị đứt cuống, bị ong châm, bị ong đốt, bị ruồi muỗi cắn vân vân. Đấy, thì cũng cần phải tránh. Bởi chúng sẽ đem lại cái nguồn năng lượng xấu làm ảnh hưởng đến cái vận may cũng như là cái phước khí của các thành viên trong gia đình. Tốt nhất là các bạn nên lựa chọn những loại quả tròn trịa, căng đều, vàng, đẹp mắt để mà thắp hương, vì chúng sẽ mang lại một cái nguồn năng lượng tốt đẹp, tượng trưng cho cái sự tốt lành, suôn sẻ, sung túc đủ đầy. Thứ 8, đó là không thắp hương loại quả cay, đắng, chua, chát. Các bạn nghĩ rằng cái việc dâng hương lên trên bàn thờ ngày rằm ngày mùng 1, các loại quả có vị chua, chát, mặn, đắng có phải là tự chuốc lấy cái xui xẻo vào thân, đúng không ạ? Chúng ta thờ cúng tổ tiên, hương thơm trái ngọt là để tỏ cái lòng thành kính, lòng biết ơn với những người đã khuất, cảm ơn họ vì đã mang lại cho con cháu cái cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay, có được một cuộc sống hạnh phúc, bình an, đồng thời cũng là cái lời cầu mong để các vị thần linh phù hộ cho cái việc làm ăn buôn bán được thuận lợi, suôn sẻ. Còn những loại trái cây như là ớt, me, khổ qua là những loại cây có vị đắng, chua, chát. Bản thân con người ăn còn phải nhăn mặt, suýt xoa, thì không có lý do gì chúng ta lại dâng cúng lên thần linh, đúng không quý vị? Các bạn hãy ghi nhớ điều này để không rước họa vào thân khi mà thắp hương trong cái ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch sắp tới đây quý vị nhé. Thưa quý vị, sau khi tìm hiểu về 8 loại quả kiêng kỵ không được thắp hương trên bàn thờ trong cái ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch sắp tới đây, thì nhiều người không khỏi băn khoăn là chúng ta nên thắp hương quả gì là phù hợp để vừa bày tỏ được cái tấm lòng thành kính và gửi được cái lời cầu chúc cho gia đạo luôn được suôn sẻ vẹn toàn. Dưới đây Tử Thông cũng chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những loại quả phù hợp để thắp hương trên bàn thờ, giúp quý vị thu hút được cái may mắn và tài lộc quý vị nhé. Thứ nhất, đó là quả thanh long. Thưa quý vị, quả thanh long là loại quả có vỏ ngoài màu hồng. Vậy, nó mang ý nghĩa là thịnh vượng trong phong thủy. Nó cũng bày trên bàn thờ, nó mang lại cái sự may mắn và thu hút cái tài lộc. Rất khác với những chiếc gai nhọn tua tủa của quả sầu riêng. Nói chung ấy, những chiếc tai của thanh long luôn hướng lên trên và với ngụ ý là cho cái sự sinh sôi phát triển hướng về phía trước. Thanh long cũng có nghĩa là rồng xanh. Từ quan niệm trong dân gian và các truyền thuyết, những cái chiếc tai màu xanh tượng trưng cho cái chiếc vảy rồng. Những cái vật phẩm mang lại cái biểu tượng rồng xanh ấy, trong phong thủy đều có ngụ ý là bảo vệ chủ nhân,
diệt trừ đi cái tiểu nhân và thích hợp cho những cái người mà đang cầu công danh. Hơn nữa, quả thanh long có vẻ ngoài đẹp đẽ, trang nhã và sang trọng nên được rất nhiều người ưa chuộng đặt lên trên bàn thờ gia tiên trong cái ngày mùng 1 tháng 8 lịch sắp tới đây. Cái màu đỏ rực rỡ, tươi tắn, đẹp mắt cũng sẽ giúp cho tạo ra cái sự hài hòa về phong thủy, về ngũ hành. Chính vì vậy mà quả thanh long càng có ý nghĩa tốt lành và may mắn, được bày lên trên bàn thờ trong những ngày mùng 1, ngày lễ Tết Dỗ Chạp ấy, cũng sẽ giúp cho gia chủ có được cuộc sống hưng thịnh hơn. Thứ hai là quả chuối. Thưa quý vị, trong sinh hoạt của người Việt thì cái loại trái cây phổ biến được trồng trên toàn quốc ở đâu cũng có, đó chính là chuối. Đó là cái loại trái cây rẻ tiền và có quanh năm, mùa nào thì cũng có, thời điểm nào cũng có. Có lẽ vì thế mà ông bà ta đã chọn chuối để mà thành cái loại quả chủ đạo để mà dâng cúng lên trên bàn thờ tổ tiên, vì nó dễ kiếm, mùa nào năm nào cũng có và nhà nào cũng có thể có, và mua ở đâu cũng được, thậm chí là trồng được. Từ đó mà chuối đã dần dần đi vào cái tiềm thức, trở thành cái loại quả không thể thiếu trong cái lễ cúng, tương tự như là trầu cau. Nải chuối trong mâm ngũ quả chiếm vị trí trung tâm, nó ôm ấp các loại quả khác. Nải chuối nhiều quả tượng trưng cho cái sự sung túc, sum vầy đủ đầy. Quả chuối cong lên, đấy, ôm lấy những các loại quả khác, thể hiện cái sự che chở, cái sự yêu thương, mong được nâng đỡ từ thần Phật và gia tiên. Nải chuối cũng mang ý nghĩa là thu hút cái tài lộc, may mắn và thu hút cái năng lượng. Chuối trong mâm ngũ quả nó mang cái màu xanh, nó thể hiện cho ngũ hành mộc. Chuối tượng trưng cho cái nền tảng tâm linh thờ cúng cho gia đình, con cháu sum vầy. Bởi vậy chuối là rất quan trọng trong cái việc thờ cúng, đặc biệt là cái việc bày mâm ngũ quả ngày Tết ấy, thì lại càng phải có cái loại quả này, quý vị nhé. Quả thứ ba đó chính là quả Phật thủ. Thưa quý vị, Phật thủ là giống cây ăn quả thuộc họ nhà cam chanh. Đấy. Tên gọi của loại quả này xuất phát từ cái hình dáng của quả, nó chia nhánh ra những ngón tay, như những ngón tay của Phật. Quả Phật thủ là một loại quả mà có màu xanh hoặc là vàng, khi chín có màu vàng, đấy, có mùi thơm rất đặc trưng. Phật thủ thường được bày trên bàn thờ vì cái mùi thơm dễ chịu và có cái ý nghĩa tốt lành. Quả có múi thuôn dài, đỉnh thì lồi dạng nhú, đấy, nó xẻ như là các ngón tay. Khi mà chín thì quả có màu vàng chanh, vỏ có gân, đấy, có mùi thơm. Thịt thì có màu vàng đến trắng. Nói chung là cây Phật thủ ra hoa và kết quả cũng sẽ mang lại cái sự may mắn giàu sang. Chính vì cái hình dạng của quả đặc biệt lại có mùi thơm đặc trưng dễ chịu, nên người ta tin rằng khi đặt quả lên trên bàn thờ sẽ mang lại cái may mắn. Những ngón tay của quả Phật thủ ấy thuôn dài rất đẹp, cái dáng như là tay Phật, nên là nhiều người coi đây là cái quả linh thiêng, thường dâng lên trên bàn thờ để tỏ lòng thành kính, cũng như là để không gian thờ cúng ấy có mùi thơm dễ chịu. Đây là các loại quả được dâng lên trên bàn thờ Phật, bàn thờ gia tiên, vì nó có mùi thơm dễ chịu và hương thơm tự nhiên của hoa quả. Nói chung ấy, đây cũng là một cái loại quả tốt lành mà quý vị có thể lựa chọn khi mà thắp hương trong cái ngày mùng 1, đặc biệt là ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch sắp tới đây, quý vị nhé. Thứ tư đó chính là quả bưởi. Thưa quý vị, trong tiếng Hán thì quả bưởi đọc phát âm như từ con trai, do vậy mọi người thường bày bưởi để xin lộc về con cái. Hơn nữa, trái bưởi, trái bồng có hình dáng tròn tròn, rất là đẹp, phù hợp để bày biện trên bàn thờ. Và nó cũng tỏa ra một cái mùi hương thơm ngát, giúp cho không gian thờ cúng nó được linh thiêng và trang trọng hơn. Thứ năm đó chính là quả dứa. Trong tiếng Hán, dứa phát âm nghe như từ may mắn theo cách của bạn. Vì thế, dứa đã trở thành một trong những biểu tượng phong thủy truyền thống cho sự giàu có và may mắn. Khi mà chuyển nhà thì đây cũng là một cái loại quả, một loại trái cây mà quý vị cũng cần phải sắm sửa nhé. Bên cạnh đó thì từ dứa, quả dứa, trái dứa thì trong miền Nam gọi là trái thơm ấy. Đây cũng là một cái quả mà mang cái ý nghĩa tốt lành, nên là thắp hương trên bàn thờ nó cũng sẽ mang lại cái vượng khí cho gia chủ. Thứ sáu đó chính là quả cam. Đây là loại cái trái cây phổ biến được đặt trên bàn thờ gia tiên và bàn thờ thần tài thổ địa. Theo phong thủy thì cái màu sắc và cái hương thơm của quả cam nó tượng trưng cho cái sự tươi mát. Đặt lên trên bàn thờ, nhiều người tin rằng cái loại trái cây này cũng sẽ xua đi những cái xui xẻo và mang lại cái may mắn.
tài lộc cho gia chủ. Thứ bảy đó là quả đào. Thưa quý vị, cũng giống như trái cam, cái đào tượng trưng cho cái sự trường thọ. Đào cũng là một trong những loại trái cây phong thủy phổ biến được đặt trên bàn thờ gia tiên và bàn thờ thần tài ông địa. Với cái quan niệm rằng quả đào là biểu tượng của sự bất tử, liên quan đến cái sự giàu có, sung túc và trường thọ. Vậy nên quả đào cũng là một trong những lựa chọn hết sức là thông minh nếu như những ai mà muốn cầu mong cái danh vọng, công danh sự nghiệp và cái trường thọ đến với mình. Quả thứ 8 đó chính là quả táo. Thưa quý vị, trong phong thủy quả táo tượng trưng cho cái sự bình yên và hòa hợp. Loại quả này được ưa chuộng vì cái màu đỏ của nó rất là đẹp mắt, nó mang cái ý nghĩa tốt lành, may mắn, phát tài phát lộc. Và cái loại trái cây này đặt trên bàn thờ cũng rất là đẹp và lại có cái hương thơm dịu nhẹ, thoang thoảng, rất phù hợp cho những ngày lễ Tết, dỗ chạp, ngày rằm, ngày mùng 1 để cầu mong một tháng bình yên và may mắn quý vị nhé. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những loại quả nên thắp hương trong cái ngày rằm mùng 1, cũng như là những loại quả mà quý vị tuyệt đối cần kiêng kỵ thắp hương kẻo lại rước họa vào thân. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Bên cạnh đó, quý vị cũng có thể donate cho Tử Thông một ly trà đá để Tử Thông có thêm động lực làm video mỗi ngày, giúp quý vị có được những cái nội dung thư giãn thoải mái hơn quý vị nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin cảm ơn.